cửa hàng đồ câu Phimax xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay cửa hàng đồ câu Phimax xin giới thiệu với các bạn một mẫu cần câu tay có tên là GWW Long Hua. Thì cái này có đủ chiều dài từ 3m6 đến 7m2. Thì đây. Thì cái cần này nó được sản xuất tại Trung Quốc. Chất liệu bằng carbon nha. Thì độ cứng của nó là 4.5H. Sau đây là em đi chi tiết từng chiều dài cho các bạn xem nhé. Đây. Cần cầm lên tay rất là chắc chắn. Và đằng sau cái này thì nó được thiết kế bằng kim loại. Thì chiều dài thu gọn của tất cả các cần này thì nó có chiều dài thu gọn là 1m1, còn 3m6 thì trọng lượng của nó là 127g, 4m5 thì 178g, còn 6m3 thì có trọng lượng là 300g, còn 7m2 thì có trọng lượng là 393g. Thì đây là cái tem của công ty, tem hàng của công ty. Cái này thì các bạn có thể tải cá được tầm dưới 2kg. Thì các bạn có thể xem cái đọt của cần này. Cần rất là dẻo nên là khi đánh cá thì rất có cảm giác nha. Thì sau đây là em sẽ tính đọt cho các bạn xem này, là nó có mấy đọt này, một đọt này, hai này, ba, bốn, và cái này nó có bốn khúc nha. Một mẫu cần nhìn rất là đẹp mắt và rất là chắc chắn. Thì các bạn nào mà có quan tâm đến cái cần này á thì để lại giúp em số điện thoại ở bên dưới video. Thì trực tiếp nhân viên bên em sẽ gọi điện và tư vấn cho các bạn nhé. Hoặc là mua sản phẩm tại cửa hàng đồ câu Phimax ở địa chỉ 186 Lê Lợi, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn mà mua cái cần này thì bên mình sẽ tặng kèm cho các bạn một cái phụ kiện này nha, là đầy đủ luôn, là cả bao chì và lưỡi. Và cái này thì các bạn về có thể cột vào đầu cần và câu được. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video của cửa hàng mình. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo ạ.